Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một điều, lấy anh đi để thôi đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời, mình cưới nhà anh để em chỉ cần anh thôi. Yêu anh mất rồi, chào. Chưa bao giờ nguôi, mình xin ra để thay đổi. Đón bóng á, đón bóng hết vô. Đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì chồng ấy em đây, chẳng chờ gì vợ ấy anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có chồng ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì. Xin kính chào quan viên hai họ trong cái lễ tay mình hành hôn của anh Johnny Duy và chị Ánh Hồng. Chúng ta chào một đôi bạn trẻ thẳng có tay thật lớn và xin chào hai bạn. Hôm nay xin được chào mừng thứ nhất bên nhà họ là trai có bác Lưu Thái An Quốc, đại diện đàn trai như là bà má là bà Lưu Ngọc Trang Chi. Chúng ta chào mừng một tràng pháo tay thật lớn ngày hôm nay. Trong họ đàn trai thì có bà Phượng tức là bà ngoại nữa, và các bác cũng như là ông bà hộ cũng như là các dì, dì Lan Chi và dì Thi từ bên Úc Châu. Chúng ta chào mừng tất cả họ đàn trai một tràng pháo tay thật lớn. Bây giờ đàn gái ông bà Nguyễn Hồng Kỳ, Hoàng Kỳ và Võ Thị Kim Tuyết là song thân của cô dâu. Chúng ta chào ông bà một tràng pháo tay thật lớn. Xin cảm ơn quý vị đến đây ngày hôm nay. Chúng ta cầu xin cho đôi bạn trẻ này được sống hạnh phúc bên nhau. Bây giờ xin mời hai bà má đi đút hai cái nến ra để con chúng ta. Xin mời bà Trang Chi và bà Tuyết, hai bà trong bộ áo dài đẹp nhất Mô Sa. Xin mời hai bà đút hai cái nến. Một lát nữa hai con chúng ta đút lại với nhau để làm bằng chất tình yêu. Vâng, tình mẹ thật cao vời. Hôm nay hai người bạn trẻ được cha mẹ yêu thương. Tôi cảm ơn hai bà má một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xin cảm ơn hai bà. Các bà cũng làm cũng trẻ đẹp khỏe đẹp. Giờ đây chúng ta hướng về Chúa. Xin mời các bạn phụ dâu một lễ về chỗ. Nhân lên cha và con và thầy.
yêu và ai sống trong tình yêu và sống trong Thiên Chúa. Chúng ta cầu cho anh Johnny Duy và chị Hồng Ánh ngày hôm nay trở nên duyên vợ chồng trước mặt Chúa. Giờ đây chúng ta xin Chúa thứ tha để chúng ta xứng đáng được hành bầu hiền thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi là bạn tôi được trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiêu son. Lời tài tôi mọi ngày. Vì vậy tôi xin được bà Maria cho lời đọc trên các thiên thần, các thánh và anh chị em. Thân cầu cho tôi chứng tỏ Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Lạy Chúa Kitô trên loài người, con nam con nữ, Chúa đã muốn cho cả hai như một. Hôm nay là ngày lễ thành hôn của anh Johnny Duy và chị Ánh Hồng. Xin cho hai người được trọn tình bên kia với nhau và biết mở rộng lòng yêu thương mọi người để làm chứng cho tình yêu vô biên của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hàng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, nên muôn thuở muôn đời. Xin mời chị em an toàn ta nghe lời Chúa. Cả hai nên một thân thể. Chúa là Thiên Chúa phán: đàn ông ở một mình không tốt, ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó. Sau khi lấy bùn đất dựng nên mọi thú vật dưới đất và toàn thể chim chóc trên trời, Thiên Chúa dẫn đến trước mặt Adam để coi ông gọi chúng thế nào, và sinh vật nào gọi, nào Adam gọi thì chính đó là tên nó. Adam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và muôn thú, nhưng Adam không gặp một người nội trợ giống như mình. Vậy Thiên Chúa khiến cho Adam ngủ say. Khi ông đang ngủ, người lấy một xương sườn của ông và đắp thịt lại. Thiên Chúa làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ Adam trở thành người đàn bà, rồi dẫn đến Adam. Adam liền nói: bây giờ đây xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi, người này sẽ được gọi là người nữ vì bởi người nam mà ra. Vì thế người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể. Đó là lời Chúa. Trên hết những điều ấy, anh em hãy có đức yêu thương. Đó là dây liên kết điều toàn thiện. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse: anh em thân mến, như những người được Thiên Chúa tuyển chọn, những người thánh và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm nhường, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Nếu người này có chuyện phải trách cứ người kia, như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Trên hết những điều ấy, anh em đã có đức yêu thương, đó là dây liên kết điều toàn thiện. Nguyện xin bình an của Chúa, của Đức Kitô ngự trị trong lòng anh em. Sự bình an mà anh em đã được mời gọi đến hưởng trong một thân thể, anh em hãy cảm tạ tri ân. Ước chi đời Đức Kitô ngự trong anh em cách dồi dào với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy dạy dỗ và chỉ bảo lẫn nhau với lòng tri ân. Anh em hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca để hát mình cảm tạ Thiên Chúa trong lòng anh em. Tất cả những gì anh em làm trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi sự anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Đó là lời Chúa.
parents as we gather here this afternoon, we pray for Johnny and Hồng Anh, the two wonderful couple. They know each other over 4 years. He's a wonderful man. She's a wonderful woman. They love each other, and that's why we are here today. So pray for them. There was the businessman who took the daughter up like her father today and said to Johnny, do not return. I hope that both of them love each other dearly, not only 10 years, but the rest of their lives. So please pray for them as they journey together with love and joy and God's peace and joy in their lives, and they will have a lot of children, I hope. Trai con tìm vợ Hồng Ánh và gái quan kiếm chồng Johnny đẹp trai. Kính thưa toàn thể quan viên hai họ, bây giờ anh Johnny, tại sao anh lấy cái nàng Hồng Ánh này mà không lấy cái nàng khác, tại sao vậy? Dạ, tại con thương Hồng Ánh. À, thương Hồng Ánh phải không ạ? Rồi, nàng có đẹp không? Dạ, có. À, đẹp lắm phải không ạ? À, chúng ta cho Johnny đặt cái tay thật lớn đi để cảm ơn đã nói lên sự thật. Bây giờ Hồng Ánh, tại sao yêu anh Johnny mà không yêu anh Joey, tại sao vậy? À, thưa Johnny bảo không ạ? Dạ. Anh chàng có đẹp trai không? Dạ có. À, làm nhiều tiền không? Ok, chúng ta cảm ơn Hồng Ánh và chàng phát tay thật lớn. Hồng Ánh thì rất đẹp, lúc nào cũng là như nụ hoa hồng mà ánh sáng lúc nào cũng tỏa qua. Cho nên hãy yêu thương chồng. Người ta nói mới về anh nói em nghe, 3 tháng sau hai người nói hai người cùng nghe, nhưng mà 1 năm sau thì hai người nói cả làng cùng nghe. Bởi vì từ ngày có nhau về, nhà mình đôi tiếng chữ thề. Hy vọng rằng Johnny và Hồng Ánh không cãi nhau, phải không ạ? Yeah. Yêu nhau trong sự chẳng nề, dầu trăm chỗ lệch hãy kê cho mặt. Điều đó quan trọng. Hai người đã lớn lên từ gia đình, thì hãy cảm ơn cha mẹ của mình đã yêu thương mình. Vậy chúng ta cảm ơn hai cha mẹ rằng thật lớn, xin cảm ơn cha mẹ của hai bên đã yêu thương con. Và nhớ rằng cha mẹ mình đã yêu mình, thì mình có nhiệm vụ phải báo đáp lễ phép đối với cha mẹ và đến với cha mẹ nữa. Bây giờ chúng ta đã có gia đình, chúng ta đã có vợ, có chồng, thì chúng ta hãy luôn luôn đến thăm hỏi các ngài để giúp các ngài. Và nhất là ngày Mother's Day, tặng cho mẹ vài baccara thì mẹ thích lắm bảo ạ. Ngày bố nó đây, tức là ngày Father's Day, chúng ta tặng cho bố không phải là một vài lon bia là xong, nhưng mà chúng ta tặng cho bố những gì bố thích nữa. Thì mong rằng Johnny và Hồng Ánh từ nay hai vợ chồng sẽ yêu thương nhau. Cho nên hôm nay hai người đó vừa nghe hai người đọc lời Chúa ngày hôm nay nói gì với Johnny và với Hồng Ánh. Thiên Chúa tạo dựng nên con người và Ngài đã đặt đàn ông và đàn bà xe kết với nhau. Vậy thì hôm nay Johnny là một người chồng, là một người cha, thì phải yêu thương vợ. Yêu vợ không phải yêu một ngày mà thôi, mà những đức tính mà người Việt Nam của chúng ta thường nói với người đàn ông là sao ạ? Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Đấy, nhân bây giờ là mình đã là người tốt rồi, mình đã có job đã thơm rồi, dược sĩ rồi. Nhưng mà hai người nhớ rằng đó, không có viên thuốc nào mà hai người tự nhiên hạnh phúc được đâu. Nhớ điều đó. Cho dù mình làm dược sĩ hay làm nghề đi nữa, nhưng mà cái bí quyết tình yêu đây là chúng ta phải có Chúa trong cuộc đời của Johnny và Hồng Ánh. Nhớ điều đó. Thì cho mong rằng Hồng Ánh và Johnny mỗi đêm hãy cầu nguyện với nhau. Hãy cảm ơn Chúa vì Chúa cho mình vẫn còn gặp nhau, vẫn sống bên nhau. Và hai người chúng ta đừng bao giờ nói xấu nhau. Người ta nói cái chỗ mà người phụ nữ thường thường nói xấu chồng, biết chỗ làm gì không ạ? Cái làm neo đó, nói xấu chồng nhiều nhất. Và cái chỗ nào đàn ông hay nói xấu vợ? Cà phê lú. Chứ đừng bao giờ nói xấu vợ. Hai người chúng ta đừng nói xấu nhau. Cho nên Thánh Phaolô nói với hai người thế nào? Từ bi nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau. Người ta nói làm sao chết với người yêu thì rất là dễ, mà sống người yêu là khó đó. Thế thì Johnny và Hồng Ánh, hai chúng ta phải cố gắng để đi một con đường. Johnny đừng đi trước Hồng Ánh, thì Hồng Ánh sẽ lạc lối. Mà Hồng Ánh đừng đi sau. Hai chúng ta đi với nhau, gọi là journey together, đồng hành với nhau. Vậy cho mong rằng từ nay, Johnny và Hồng Ánh sẽ đồng hành với nhau trong cuộc đời. Và thứ hai nữa, là bây giờ đây, cái ngày mà hai người mà chúng ta gọi là engagement, là khi mà engagement ring, đúng không? Ngày nay là gì? Là wedding ring. Và sau ngày hôm nay là gì? Là suffering. Tất cả chúng ta nhớ, ngày hôm nay là chúng ta cùng san khổ với nhau, chia sẻ với nhau, đồng hành với nhau thì có khổ, đúng không? Mà yêu là khổ mà.
Cho nên anh chỉ phải luôn luôn biết rằng hôm nay cái nhẫn này không biết mấy chục ngàn đô la thì không biết. Không biết mua ở Bosa hay là mua ở KC hay là mua ở Kmart, không biết. Mà nhẫn này nói lên cho Hồng Ánh và cho Johnny rằng chúng ta đã yêu thương nhau. Ngày nào đau khổ, Johnny và Hồng Ánh hãy nhìn cái nhẫn này. Hôm nay Hồng Ánh nói với Johnny rằng em yêu anh suốt đời. Và Johnny nói với Hồng Ánh rằng anh yêu em trọn kiếp. Hai lời này nó quan trọng lắm. Cho nên hôm nay hai người hãy nhớ rằng mình đã được Thiên Chúa đóng ấn và vừa hãy tha cho nhau, luôn luôn yêu thương con cái. Bây giờ hai người định có mấy đứa con à? Ba hay bốn hay mấy đứa? Dạ một. À một đứa là ít quá, ít nhất là hai. Và theo chỉ thị của chính phủ hai. Cho nên là Trang nghĩ là một đứa nó spoil quá, phải yêu thương và có ít nhất là hai đứa. Rồi chúng ta phải luôn luôn biết rằng mình đồng gọi là quyết định với nhau. Đừng bao giờ quyết định một cách gọi là đơn phương, bởi vì đôi khi chúng ta làm mất lòng nhau, đúng không? Cho nên bây giờ hai người từ nay Johnny biết rằng mình cũng có lỗi và Hồng Ánh cũng có lỗi, thì chúng ta phải tha cho nhau, đúng không? Cho mong rằng mỗi người chúng ta cầm lấy tay nhau, đừng đợi đến ngày mai mốt, hôm nay có lỗi, anh tha cho em tha cho anh. Cái đó mới là quan trọng đó. Vì tình yêu là tha thứ, mà không tha thứ được với tình yêu. Cho nên Johnny và Hồng Ánh, hai chúng ta phải nhớ rằng khi chúng ta yêu nhau thì chúng ta không thể nào mà tránh khỏi những cái điều gọi là sơ suất được. Kính thưa, chúng ta đến đây để cầu nguyện cho đôi bạn trẻ là con, là cháu, là bạn hữu chúng ta. Mong rằng hôm nay không phải chúng ta chỉ đến nhà thờ rồi sau chiều nay ra Diamond Seafood đánh chén xong rồi về luôn. Không có. Chúng ta cầu nguyện cho Johnny và cho Hồng Ánh. Từ nay, hai bạn trẻ này sẽ sống với lời thề hứa. Hãy cầu nguyện với nhau, hãy chung thủy với nhau, hãy tha thứ cho nhau và chấp nhận nhau như thuở ban đầu. Cách đây 4 năm, hai người đã tìm nhau. Hôm nay hai người đã thực sự đã đi vào trong hôn nhân và cha mong rằng Johnny và Hồng Ánh trung thành với Chúa Ba Ngôi, thảo kính cha mẹ, đôi ta tứ tình. Hồng Ánh sánh với Johnny, 100 năm hạnh phúc muôn đời bên nhau, và cầu chúc cho hai người luôn luôn hạnh phúc như lời và cha chúc ngày hôm nay cùng với con viên hai họ, gọi là happy wonderful wedding. Tất cả chúng ta đứng lên, chúng ta ngồi xuống thôi để cho vô để đến ngày này tại thôi. Dâu để trên này, đứng lên. Xin mời dâu để trên này à. Hai người làm chứng, đứng sát để coi dâu chú để. Quay lên một tay xuống rồi. Quay xuống là quá đáng, quay lên là tốt rồi. Rồi hai người làm chứng. Johnny và Hồng Ánh, hai người đưa nhau tới nhà thờ hôm nay để xin Thiên Chúa công nhận thánh hóa mối tình của hai người trước mặt cha đại diện hội thánh và hai họ Trần Nguyễn hôm nay. Bây giờ đây trước mặt hội thánh, cha hỏi Johnny và Hồng Ánh, hai người có tự do kết hôn với nhau không? Thưa có. Một cái thành hôn hai người sẵn sàng yêu thương, tha thứ và chấp nhận nhau suốt cuộc đời hôn nhân không? Thưa có. Hai người sẵn sàng đón nhận những con cái mà Thiên Chúa sẽ hứa ban, và hai người hứa với giáo hội rằng sẽ giáo dục con cái mình theo tinh thần của Chúa Kitô và hội thánh Ngài không? Thưa có. Bởi vì hai người kết định với nhau, giờ đây Johnny và gọi là Hồng Ánh hãy nói lên lời ứng thuận với nhau. Anh Johnny nói. Anh Johnny xin nhận em Hồng Ánh làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Hồng Ánh xin nhận anh Johnny làm chồng và hứa sẽ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng, lúc gian nan, khi bệnh hoạn, lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Giơ hai tay. Xin Thiên Chúa là cha của Abraham, Isaac và Jacob thuở xưa chúc lành cho tiên tổ loài người. Hôm nay chúc lành cho tình thương của Johnny và Hồng Ánh. Hai người hứa với Chúa Thiên Chúa rằng sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được
phân ly nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tôi nhận nhận em nhận lên con. Where are you? Xin Thiên Chúa chúc phúc cho hai chiếc nhẫn cưới đây, Johnny và Hồng Ánh sẽ trao cho nhau để làm bằng chứng tình yêu lòng trung thủy đối với Chúa và đối với nhau, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Em Hồng Ánh. Em Hồng Ánh, hãy nhận chiếc nhẫn này làm bằng chứng tình yêu lòng chung thủy của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hãy vui lên sao mà buồn thế. Anh Johnny, rồi anh Johnny nói đi. Anh Johnny, hãy nhận chiếc nhẫn này, hãy nhận chiếc nhẫn này làm bằng chứng tình yêu, làm bằng chứng tình yêu lòng chung thủy của em, lòng chung thủy của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Hai lời thề được đổi trao một tình yêu Thiên Chúa đóng ấn từ nơi hai con tim hòa chung một nhịp. Đó là giữ sức gia đình Thánh Gia, Johnny và Hồng Ánh tay trong tay xây dựng mái ấm gia đình. Sau đấy hai người sẽ sang nhiều nhau sang bên này để đốt hai người vào bỏ với nhau. Xin mời hai vị thần chức về chỗ. Mình với ta quy hai là một, ta với mình quy một là hai. Lúc hạnh phúc, lúc đau khổ, lúc còn chót, lúc mất chót, để yêu thương và chấp nhận nhau. Xin mời hai người đốt. Từ nó chỉ mình giơ thẳng, chậm vô nhau, chậm cái lửa vô nhau. Vô nhau rồi đi xuống rồi. Xin thắp sáng lên một ngọn nến hồng cho cuộc đời anh, cho cuộc đời em, cho cuộc đời chúng ta. Thì nó cháy quả xuống, cắm nó lại. Thổi. Let us pray for Johnny and Hồng Ánh as they bless their love together. May they continue to love each other as the Lord commanded. Chúng con cầu xin cho Đức Thánh Cha, các giám mục và linh mục trên khắp thế giới, hầu các ngài biết hướng dẫn chúng con luôn vững tin vào Chúa và biết sống yêu thương nhau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con xin cho những người đang sống cuộc đời hôn nhân được luôn biết cho đi, biết tha thứ nhẫn nại, hầm mưu tìm hạnh phúc cho gia đình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con cầu xin cho Johnny và Ánh ngày hôm nay bắt đầu cuộc sống chung, được Chúa luôn phù giúp, được gia đình và bạn bè nâng đỡ, được sinh ra những đứa con xinh đẹp và khôn ngoan, được biết thương giúp những người khốn khổ và được sống khỏe mạnh luôn mãi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa trả công bội hậu cho ông bà nội ngoại, cho song thân, phụ mẫu, cho các chú, bác, cô, dì, cho anh em ruột thịt và họ hàng, cũng như mọi người đã nuôi dưỡng, dạy dỗ
và nâng đỡ đôi tân hôn có được ngày vui hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con cũng xin Chúa thương đến ông bà tổ tiên và thân nhân chúng con đã lìa khỏi cõi đời này, được hưởng hạnh phúc bất diệt trong nước Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con cũng xin dừng một giây lát để cầu theo ý riêng của mỗi người chúng con. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, chúng ta đến tiệc với Cana để chúc lành đôi bạn trẻ. Xin chúc lành cho Johnny và hồng ánh ngày hôm nay trở nên duyên vợ chồng. Xin đôi bạn trẻ luôn sống trong tình thương của Chúa và luôn luôn yêu thương nhau như lòng Chúa ước mong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin mời quý vị an toàn đi vị trí để. Trong ký. Dạ đang nó ra rồi nha. Trung thành với gần nhau. Lạy Cha là Thiên Chúa hàng hữu, Cha đã mặc khải tình thương của Cha và Cha lấy tình yêu phu phụ làm giao ước. Cha ký kết nhân duyên của Cha. Như vậy nhờ sống được bí tích này, đôi tân hôn diễn tả được mầu nhiệm Đức Kitô kết hợp với Hội Thánh. Vậy giờ đây xin Cha giơ tay uy quyền Cha chở hai tôi tớ của Cha đây là Johnny và Hồng Ánh. Lạy Cha xin cho hai người được cùng nhau cảnh tiết nhân hôm nay biết chia sẻ cho nhau nhiều hồng ân mà vì yêu thương Cha đã ban tặng. Và khi người này tỏ cho người kia thấy mình là dấu chữ sự diện của Cha, thì cả hai đều ý hợp tâm đầu. Xin Cha cho Johnny và Hồng Ánh luôn luôn từ tay nuôi sống gia đình, được gầy dựng, biết giáo dục con cái tinh thần phúc âm, hầu chuẩn bị cho con cái sau này được nhận vào gia đình của Cha trên trời. Xin Cha ban cho Hồng Ánh luôn luôn là người vợ hiền, biết yêu thương chồng con. Xin Chúa ban cho Johnny luôn luôn là người cha gương mẫu, là người cha tài đức khôn ngoan. Lạy Cha chí thánh xin cho hai người con đây, Johnny và Hồng Ánh, vừa thành hôn trước mặt Cha, đang khao khát tiến lên bàn thánh Cha,
mai sau được dự tiệc vui muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con làm dấu. Bình an của Chúa hàng ở cùng anh chị em. Cùng cha. Trong niềm vui của ngày thành hôn, chúng ta chúc bình an cho nhau, chúc mừng hai người. Hai người chúng bắt tay ba má để ông bà.
Chúng con không thể nào diễn tả một cách trọn vẹn lòng biết ơn của chúng con trong giây phút này. Chỉ xin Thiên Chúa qua lời nguyện cầu của mẹ Maria và tất cả Giô-xe, thay cho chúng con mà trả công bội hồng và chúc lành cho tất cả quý vị. Thay mặt cho hai cháu và gia đình thông gia hai bên, chúng con xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Đã có lời cảm ơn thay mặt cho Đức Ông Tuấn ngày đi vắng, một lần nữa xin được chúc mừng tới đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Như cha đã nói là hai con hãy yêu thương nhau, vì Chúa đã yêu thương các con như là cha mẹ nữa. Rồi đến với cha mẹ, rồi đến với bà con, nhất là người thân thương ngày hôm nay, rồi đến đây với hai con ngày hôm nay. Và chúng ta nhớ được tối nay đánh chén lúc đến giờ. Rồi một lần nữa xin được chúc mừng tới mời song thân của cô dâu Đức Liên ạ. Mời bà Tăng Chi là mẹ của, cũng như là bà Phượng nữa, là bà ngoại, cũng như là các bác, chúng ta một tràng tay để chúc mừng cho đôi bạn trẻ và đôi họ thân và họ biết. Và chúc tất cả chúng ta hôm nay được thành lời ơn Chúa và sống, và chúng ta nâng lên chúc mừng đôi bạn trẻ. Xin Thiên Chúa là Cha hàm hiếu gìn giữ Johnny và Hồng Ánh được hòa thuận yêu thương nhau. Xin Đức Kitô ban cho gia đình mới này được yên vui đầm ấm. Amen. Chúc Johnny và Hồng Ánh có con cái nối dõi tông đường, được bạn hữu mến thương giúp đỡ và luôn sống hòa thuận với mọi người. Chúc Hồng Ánh và Johnny luôn luôn giúp đỡ những người khổ đau nghèo đói, để ngày sau chính họ sẽ đền ơn và mời gọi hai người và thân bằng quyến thuộc vào nhà Cha trên trời. Xin Thiên Chúa toàn năng làm dấu là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành trên Johnny và Hồng Ánh và ở cùng hai họ luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em ra nhà hàng và về bình an. Tạ ơn. Đến bàn thờ Đức Mẹ, xin cuộc đời Đức Mẹ, xin mời. Xin mời cầm hoa, du cầm cái này. Dạ. Xin mời ba má, cô dâu, xin mời bác để đến bàn thờ cho Đức Mẹ luôn. Với con này, tôi hướng về bàn thờ Đức Mẹ để xin Đức Mẹ cầu bầu cho Johnny và cho Hồng Ánh những yêu thương nhau, xin hạnh phúc tiến bước. Về sau